Gia đình có khó khăn gì mà cần chúng tôi giúp đỡ không nhỉ? Có chứ ạ, bây giờ ba người nhà em ở trong nhà hết thì đang không có cái gì ăn nhưng mà bây giờ không được ra ngoài. Chúng tôi phân công các đồng chí ở trong cái tổ chăm sóc cộng đồng ấy phụ trách từng gia đình một. Thế và khi mà có thông báo của trạm y tế những gia đình như vậy bị nhiễm F0 và F1 thì chúng tôi phân công các đồng chí theo dõi quản lý. Đồng hành cùng các tổ chăm sóc cộng đồng, các trạm y tế lưu động đang hoạt động 24/24 giờ. Các trạm y tế lưu động có đường dây nóng để hỗ trợ các bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ đã về hưu, vẫn quyết định trở lại tham gia chống dịch ngay khi được địa phương kêu gọi. Nhân lực y tế thì rất là thiếu và dịch bệnh thì quá lớn. Tôi thấy cái chủ trương này của quận về huy động các lực lượng cán bộ đã nghỉ hưu và y tế tư nhân để tham gia công tác chống dịch là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất, hiện Hải Phòng ngừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ, trừ xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe công vụ. Ngừng hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cưới hỏi, các hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn, hoạt động thể dục thể thao. Đối với các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, du lịch, hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm. Đối với đường bộ, người dân khi đến Hải Phòng chỉ cần thực hiện khai báo y tế tại cơ sở. Riêng với hàng không, để ngăn ngừa biến chủng mới Omicron, Hải Phòng yêu cầu thiết lập nhanh khu vực test nhanh COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Còn tại khu vực cảng biển, thuyền viên khi nhập cảnh sẽ thực hiện xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.